Kính thưa quý cô, quý chú, kỷ niệm 50 năm ngày khai giảng khóa 1 trường Trung học Bình dân Nguyễn Công Mỹ Nam Bộ, Ban nhạc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Long xin trình bày bài hát Hát về trường Trung học Bình dân Nguyễn Công Mỹ, nhạc Hồ Tĩnh Tâm, lời Nguyễn Hồng Trung. Ai nhắc về nguyên huyết Cà Mau là nhắc nhau về một địa chỉ trường Trung học Bình dân Nguyễn Công Mỹ. Ngay thầy trò chúng tôi đã trưởng thành, dù đi qua hai cuộc chiến tranh, dù sống trong hòa bình độc lập, tim ta vẫn mang theo ngôi trường yên lặng một thời trẻ chúng ấy. Từ mảnh đất u minh gian khổ tự hào, từ mảnh đất u minh nghĩa đàng tình sâu. Ai nhắc về nguyên huyết Cà Mau là nhắc nhau về một địa chỉ trường Trung học Bình Sơn Nguyễn Công Mỹ. Nơi thầy trò chúng tôi đã trưởng thành, dù đi qua hai cuộc chiến tranh, dù sống trong hòa bình độc lập, tim ta vẫn mang theo ngôi trường yên lặng một thời trẻ chúng ấy. Từ mảnh đất u minh gian khổ tự hào, từ mảnh đất u minh nghĩa đàng tình sâu. Ai nhắc về mình thích Cà Mau là nhắc nhau về một địa chỉ trường Trung học Bình Sơn Nguyễn Công Mỹ. Nơi thầy trò chúng tôi đã trưởng thành, dù đi qua hai cuộc chiến tranh, dù sống trong hòa bình độc lập, tim ta vẫn mang theo ngôi trường yên lặng một thời trẻ chúng ấy. Từ mảnh đất u minh gian khổ tự hào, từ mảnh đất u minh nghĩa đàng tình sâu. Từ mảnh đất u minh gian khổ tự hào, từ mảnh đất u minh nghĩa đàng tình sâu. Thank you.
thưa quý cô, quý chú, kỷ niệm 50 năm ngày khai giảng khóa 1 trường Trung học Bình dân Nguyễn Công Mỹ Nam Bộ, Ban nhạc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Long xin trình bày bài hát Hát về trường Trung học Bình dân Nguyễn Công Mỹ, nhạc Hồ Tĩnh Tâm, lời Nguyễn Hồng Trung. Ai nhắc về quê hương Cà Mau là nhắc nhau về một địa chỉ trường Trung học Bình dân Nguyễn Công Mỹ. Nơi dạy cho chúng tôi đã trưởng thành, dù đi qua hai cuộc chiến tranh, dù sống trong hòa bình độc lập, tim ta vẫn mang theo ngôi trường in đậm một thời trẻ chúng ấy. Từ mảnh đất u minh gian khổ tự hào, từ mảnh đất u minh nghĩa tăng tình sâu. Ai nhắc về nguyên tích Cà Mau là nhắc nhau về một địa chỉ trường Trung học Bình Sơn Nguyễn Công Mỹ. Nơi thầy trò chúng tôi đã trưởng thành, dù đi qua hai cuộc chiến tranh, dù sống trong hòa bình độc lập, tin ta vẫn mang theo ngôi trường hình đồng một thời trẻ chúng ấy. Cùng mình thất u minh gian khổ tự hào, từ mình thất u minh nghĩa tăng tình sâu. Ai nhắc về nguyên tích Cà Mau là nhắc nhau về một địa chỉ trường Trung học Bình Sơn Nguyễn Công Mỹ. Nơi thầy trò chúng tôi đã trưởng thành, dù đi qua hai cuộc chiến tranh, dù sống trong hòa bình độc lập, tim ta vẫn mang theo ngôi trường hy vọng một thời trẻ chúng ấy. Từ mảnh đất u minh gian khổ tự hào, từ mảnh đất u minh nghĩa tăng tình sâu. Từ mảnh đất u minh gian khổ tự hào, từ mảnh đất u minh nghĩa tăng tình sâu. Yeah, now